Xin chào tất cả mọi người, đây là chương trình livestream buổi tối ngày 13 tháng 1 năm 2024 Như đã hẹn với các bạn, ngày hôm nay Minh Hải sẽ phân tích cho các bạn về đội tuyển Nhật Bản mạnh như thế nào Huấn luyện viên Philip Chuse đã tuyên bố là đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có cơ hội để giành chiến thắng trước Nhật Bản của một loạt những ngôi sao cực kỳ danh tiếng Ngoài ra thì còn có rất là nhiều những cái chi tiết ngày hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn nữa Các bạn có câu hỏi gì các bạn cứ đặt ra và chắc chắn rồi Chúng ta sẽ phải đến với những cái phần được cho là quan trọng nhất. Trước trận đấu thì bao giờ người ta cũng nói đến cái sự sẵn sàng của các cầu thủ hai đội. Bên phía Việt Nam của chúng ta thì Đỗ Duy Mạnh thì đã trở lại tập luyện bình thường rồi, nhưng khả năng ra sân còn bỏ ngỏ và khả năng rất là cao là huấn luyện viên Philip Chu sẽ không sử dụng Đỗ Duy Mạnh cho đội hình xuất phát trong trận gặp Nhật và có thể là sẽ vào sân ở trong giây phút cuối của hiệp hai. Trong khi đó thì huấn luyện viên của Nhật Bản cũng chia sẻ là Mitoma bạn ấy đã bình phục chấn thương rồi bạn ấy muốn thi đấu nhưng huấn luyện viên không muốn và ông nói rằng là mitoma cần có thêm thời gian để bình phục hoàn toàn vậy thì trong câu chuyện này chúng ta đánh giá như thế nào về nhật bản nhật bản đã chiến đấu đã giành chiến thắng những trận đấu như thế nào ở trong cái loạt trận vừa rồi ở kể cả là cái loạt trận vòng loại world cup kể cả là những trận đấu giao hữu và thực sự là nhật bản mạnh đến mức nào hôm nay thì minh hải xin phép là sẽ chia sẻ với các bạn câu chuyện này chắc chắn là mọi người sẽ cảm thấy uh, rất là bất ngờ khi huấn luyện viên philip chu ngày hôm nay có tuyên bố là việt nam hoàn toàn có thể thắng nhật được và cũng giống như buổi ông ấy đã chia sẻ ở việt nam thì uh, ông nói rằng là chúng ta đá 10 trận nên phải có một trận chúng ta gây bất ngờ và biết đâu trận đấu này sẽ là trận đấu thứ 10 đó thực ra thì mình không tin lắm bởi vì là Nói gì thì nói, mơ ước của chúng ta nó không phải có nền tảng, nó phải có cơ sở. Chứ còn nếu mà chúng ta chỉ mơ ước kiểu là biết đâu đấy, rồi uh, chúng ta có thể tạo bất ngờ nhưng mà mình nhìn thấy không có nền tảng. Bây giờ thì uh, Minh Hải xin phép là sẽ chia sẻ với các bạn về cái uh, những cái uh, lời chia sẻ của huấn luyện viên uh, Philip Chu trước. Chúng ta đang nhìn thấy trên màn ảnh của các bạn là huấn luyện viên uh, Philip Chu ngày hôm nay ông Chu cũng đã chia sẻ khá là nhiều về trận đấu này. Ông Chu có nói là Việt Nam có thể giành chiến thắng trước Nhật Bản. Thực ra thì cái này nó cũng hơi khó một chút đúng không các bạn? Ông Chu có nói rằng là tôi đã từng làm việc cho bóng đá Nhật Bản rồi và chắc chắn là tôi hiểu rất rõ họ. Và ai cũng nhìn thấy Nhật Bản là đối thủ cực mạnh. Nếu như không muốn nói đây là một trong những đội bóng mạnh nhất của châu Á. Muốn giành được kết quả tốt trước Nhật Bản thì cái điều quan trọng nhất là chúng ta phải không có những sai lầm cá nhân và đặc biệt là các cầu thủ phải phấn đấu ở mức độ cao nhất. Tức là cùng một lúc sẽ phải giải quyết rất nhiều vấn đề. Một là không lỗi cá nhân, thứ hai nữa là phải cố gắng hết mình và có thêm một chút may mắn. Ông có nói thêm là tôi không thể nói được là chúng ta sẽ à, thi đấu như thế nào và liệu có bất ngờ hay không, nhưng thực sự mà nói thì tôi không bao giờ à, mỗi một trận đấu tôi không bao giờ nghĩ rằng là cứ uh, tuân thủ theo tất cả mọi thứ kiểu như mạnh thắng yếu thua. Chúng ta có thể đá 10 trận mà thua tới 9 nhưng có một trận chúng ta sẽ có thể uh, có kết quả tích cực và biết đâu nó có thể là trận đấu ngày mai. Cái thông điệp này cũng chính là thông điệp mà ông đã từng chia sẻ ở trong cuộc họp báo ngày mùng 3 tháng 1 trước khi đội của chúng ta rút danh sách và lên đường sang uh, Doha để chuẩn bị cho Asian Cup. Ông cũng nói thêm là đội tuyển Việt Nam cũng đã cố gắng cũng sẽ cố gắng để làm sao chúng ta chơi một trận đấu này với một cái quyết tâm cao nhất và với một cái mục tiêu là cố gắng thích nghi và phải đá hết sức chắc chắn, quyết liệt và không bao giờ cho phép đối thủ tự tin triển khai bóng một cách dễ dàng. Ở World Cup 2022, Nhật Bản họ cũng đã chơi rất hay trước Đức và Tây Ban Nha. Chúng ta có thể nhìn thấy rất rõ là Nhật Bản và Nhật Bản thì không thể so sánh được với Đức với Tây Ban Nha ở World Cup vừa rồi, nhưng họ cũng đã chơi rất quyết liệt, họ cũng đã chơi rất là cố gắng, tập trung và họ đã tạo được những bất ngờ nhất định. Tôi nghĩ rằng họ sẽ họ thắng các trận đấu đó không phải vì mạnh hay áp đảo mà nhờ có cái cách tiếp cận trận đấu một cách hợp lý. Nhật Bản thực sự về mặt lý thuyết thì họ đang rất mạnh so với chúng ta. Việt Nam chỉ có thể cầm móng được khoảng 20% thôi nhưng như vậy thì vẫn có cơ hội. Đội tuyển Việt Nam của chúng ta sẽ cố gắng để tận dụng những cơ hội ít ỏi đó. Và đương nhiên là tất cả các cầu thủ cần phải lưu ý vì số bàn thắng thua cũng quan trọng trong việc giành vé đi tiếp bởi vì còn phải so về cái chỉ số phụ giữa những đội bóng. Ví dụ như là ở đây là ý ông muốn nói là chỉ số phụ để sắp xếp cái vị trí 1, 2, 3, 4 và cái chỉ số phụ cũng là giúp cho chúng ta nếu như chúng ta đứng ở vị trí thứ ba thì chúng ta còn có cửa để cạnh tranh một cái suất chúng ta tạm gọi như là một trong bốn đội đứng thứ ba có thành tích xuất sắc nhất ông chu cũng nói thêm là sau cái trận đầu gia quân thì đội tuyển việt nam của chúng ta sẽ vẫn còn hai trận đấu nữa ngay cả khi không có được kết quả tốt trước nhật bản thì cánh cửa vào vòng knock out vẫn chưa hoàn toàn khép lại với chúng ta theo điều lệ của asian cup thì đội đứng thứ ba có thành tích tốt vẫn có suất đi tiếp chính xác là một trong 4 suất có thể việt nam sẽ có điều này có nghĩa rằng ông philip chu xe đang nói với chúng ta là ông không loại trừ khả năng chúng ta sẽ gây bất ngờ trước nhật bản nhưng ông vẫn nói rằng là ngay cả khi thua rồi thì chúng ta cũng không có vấn đề gì thua thì nó có hai cách một là không để thua quá nặng bởi vì chỉ số phụ đóng vai trò quan trọng và thứ hai ông vẫn đang nghĩ đến cái vị trí thứ ba có thành tích xuất sắc một trong bốn đội đứng thứ ba có thành tích xuất sắc nhất Ông uh, Philip Chu C cũng nói thêm là tôi ở Nhật Bản thì tôi biết được rằng là người Nhật Bản ấy, họ đôi khi họ nhìn cái thành công uh, họ đôi khi họ nhìn thấy những cái thành công là từ cái kết quả trong một quá trình cố gắng dài. 20 năm trước khi đến Nhật Bản làm việc thì tôi cũng đã nghiên cứu và phát hiện ra cái đặc tính này và cũng đã giúp cho bóng đá Nhật Bản uh, ít nhiều. Và cố gắng để nâng cao cái tính tập thể ấy và tất cả những cái gì mà tôi đã từng giúp bóng đá Nhật Bản thì bây giờ tôi cũng đang áp dụng cho bóng đá Việt Nam. Cầu thủ Việt Nam hiện tại có nhiều nét rất là tương đồng. Ít kinh nghiệm chơi đỉnh cao ở nước ngoài nhưng đội cũng có những yếu tố cơ bản để có thể kết nối và có thể tạo ra được một tập thể tốt. Đội tuyển Việt Nam sẽ gặp đội tuyển Nhật Bản và đương nhiên là Nhật Bản sẽ được đánh giá cao hơn. Nhưng tôi nghĩ rằng là tập thể Nhật Bản thì họ tốt hơn chứ không phải là chỉ đến từ các cá nhân mà đó chính là một cái thành quả tập thể nhật bản sẽ biết việt nam chơi như thế nào vào trận đấu ngày mai đó là những gì mà ông uh, philip chusse đã nói trong trận đấu này việt nam của chúng ta thì các bạn biết rồi là chúng ta có hai chỉ số một chỉ số đấy là chỉ số về uh, chiều cao cân nặng là chúng ta đang thấp hàng đầu cái thứ hai nữa là bên phía uh, việt nam thì tuổi trung bình cũng rất là thấp mình xin được uh, tiếp tục chia sẻ với các bạn về ông Đây, mình sẽ chia sẻ với các bạn về huấn luyện viên của Nhật Bản. Đây, xin lỗi các bạn. Ông Moriyasu. À Moriyasu thì là một người mà các bạn cũng đã biết rồi, ông dẫn dắt đội từ 2018 cho đến bây giờ. Để một huấn luyện viên mà có thể dẫn dắt được Nhật Bản trong vòng 6 năm thì không phải là đơn giản. Và chắc chắn là ông sẽ có những cái nét rất riêng nhưng mà ông uh, Moriasu thì chưa trả gần như là ông chả để lộ thông tin gì cả. Ông có nói là huấn luyện viên Philip Chu C là một huấn luyện viên rất giỏi. Ông đã là ông đã từng dẫn dắt đội tuyển Nhật Bản nên chắc chắn là ông ấy rất hiểu chúng tôi. Và một điều uh, chúng ta có thể khẳng định luôn là ông ấy cũng đã giúp cho bóng đá Việt Nam rất nhiều. Uh, à, Ông ấy đã giúp cho bóng đá Nhật Bản rất nhiều. Chúng tôi đã học được rất nhiều từ ông ấy. Ông ấy đã mang một cái phong cách của bóng đá châu Âu giúp cho bóng đá Nhật Bản và thực sự khiến cho bóng đá Nhật Bản có được rất nhiều những cái cơ hội để thành công. Và thực tế thì uh, tất cả chúng ta đều biết là ông ấy uh, hiểu về bóng đá Nhật Bản nhiều hơn những gì bóng đá Nhật Bản hiểu về bóng đá của Việt Nam. Một cái nữa ông nói là uh, đội tuyển Nhật Bản thì mong muốn giành chức vô địch còn tất nhiên là mục tiêu của mục tiêu thì vẫn phải giải quyết từng trận đấu một người hâm mộ bóng đá của nhật bản thì đang rất là chờ đợi vào đội tuyển và các bạn cũng biết là nhật bản vừa rồi thì vừa trải qua cái thảm họa động đất cho nên là đội tuyển mong muốn chơi tốt để có thể là một cái liều thuốc giúp cho những người chịu thiệt hại từ thiên tai có thể là phần nào đấy làm lành được vết thương à, liên quan đến một số cầu thủ thì à... Đặc biệt là Mitoma thì ông nói rằng là Mitoma khả năng là sẽ khó chơi trong trận đấu gặp Việt Nam bởi vì là ông đang muốn cho Mitoma hồi phục hoàn toàn. Chắc chắn đây là một điều rất là quan trọng. Mình nghĩ là như vậy. Ngoài ra thì các bạn biết là huấn luyện viên mới của Hà Nội chính là huấn luyện viên cũng là người Nhật Bản. Đấy, ông là ông Daiki Awamasa. Ông ấy cũng nói rằng là Hà Nội có cơ hội tạo bất ngờ trước Nhật Bản nhưng mà mình không tin, mình nghĩ rằng là đây chỉ là một cái câu nói ngoại giao thôi. Ông nói là trình độ giữa Việt Nam và Nhật Bản thì quá là chênh lệch nhưng mà Việt Nam vẫn có cơ hội. Như trận gần nhất là chúng ta đã tạo bất ngờ cho họ, mình cá nhân mình thì không 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 thông tin lắm vào điều này. Đó là những cái gì mà mình muốn chia sẻ với các bạn ở phần đầu của chương trình các bạn có câu hỏi gì thì các bạn cứ đặt ra mình sẽ trả lời còn bây giờ thì xin phép các bạn là mình sẽ nói sâu hơn về nhật bản để các bạn có thể có một cái nhìn toàn cảnh nhất à, các bạn biết là cái trang thống kê một cái hãng thống kê thống kê lớn nhất thế giới bây giờ đó là opta họ đã sử dụng những cái dàn siêu máy tính và họ đã đưa ra được một cái con số thống kê đó là nhật bản hiện nay đang đứng đầu trong số tất cả những đội bóng dự asian cup về cơ hội giành chức vô địch với cái uh, tỷ lệ lên đến 24,6%, tức là các bạn thấy là nó khoảng tầm 1/4. tư à, Và bên phía của Eurosport thì cũng đã đưa ra một cái danh sách dự đoán 11 cầu thủ xuất sắc nhất có thể dự đoán được uh, có thể xuất sắc nhất của Asian Cup thì năm người là thuộc Nhật Bản. Và các bạn cũng biết là một trong bốn lần mà một trong bốn lần mà Nhật vô địch Asian Cup thì có công của huấn luyện viên Philip Chu C người đã giúp cho bóng đá Nhật Bản giành được chức vô địch châu Á năm 2000 và cũng lọt vào tứ kết của Olympic Sydney năm 2000. Đấy và quan trọng không kém là vượt qua vòng bảng của World Cup 2002. Đó cũng là lần đầu tiên mà bóng đá Nhật Bản vượt qua được vòng bảng ở một kỳ World Cup. Còn à, nói về thứ hạng thì à, họ hơn chúng ta đến tận 77 bậc à, bảng xếp hạng FIFA ranking của thế giới, chúng ta đang đứng ở vị trí thứ 94 còn uh, Nhật Bản đang đứng ở vị trí thứ 17 như vậy là họ đang hơn chúng ta đến tận 77 bậc. Bây giờ mình xin phép là sẽ chia sẻ với các bạn về uh, về uh, đội uh, Nhật nhá. À khoan từ từ. Bây giờ mình sẽ chia sẻ với các bạn về cái hình ảnh mà đội của chúng ta đi thăm sân thi đấu đã. Xuyên nữa thì quên mất. Xuyên nữa thì mình quên mất đấy. Các bạn đợi phát nhá. Đây. Đây là hình ảnh mà các quan chức Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng như là các cầu thủ ban huấn luyện đến để thăm sân thi đấu của chúng ta. À đây chính là phòng thay đồ, nếu mà các bạn nhìn thấy thì các bạn nhìn thấy rất là rõ. Ngày mai chúng ta sẽ thi đấu trên sân Antumama. Đây là một cái sân vận động mà chúng ta chắc là cũng đã không không quên những trận đấu đã diễn ra ở World Cup. Và đây là ông Dương Hiệp Khôi, ông Dương Nghiệp Khôi sẽ đóng vai trò trưởng đoàn. Ông Dương Nghiệp Khôi sẽ là trưởng đoàn của đội tuyển Việt Nam của chúng ta tại Asian Cup. Đây các cầu thủ của chúng ta đây. Các bạn có thể nhìn thấy các cầu thủ vào phòng thay đồ thực sự là rất xịn sò luôn. Các bạn nhìn thấy đẹp không ạ? Huấn luyện viên Philip Chusie đang nói chuyện với chuyên gia thể lực xuyên Rick Roger trong phòng thay đồ. Một hình ảnh rất là đẹp. Các bạn có thể nhìn thấy là ông Philip Chusie đang chụp ảnh cùng với các trợ lý. Đấy, người cười tươi ở đây chính là anh Tuấn Đoàn, trưởng phòng các đội tuyển quốc gia các bạn nhìn thấy hình ảnh đẹp không ạ rất nhiều cầu thủ nói là đúng đây là một vinh dự có nhiều người nói là giấc mơ trở thành hiện thực và đây chính là tổng thư ký của uefa đã chụp ảnh với chủ tịch liên đoàn bóng đá việt nam trần quốc tuấn vào tối ngày hôm qua à, đây chính là ông uh, huấn luyện viên À xin lỗi các bạn đây chính là chủ tịch liên đoàn bóng đá châu á ông uh, bin khaman al khalifa còn đây Zani Infantino chủ tịch liên đoàn bóng đá thế giới. Chúng ta đã đến thăm sân Đấy, và chúng ta cũng đã có những giây phút để trải nghiệm một cái bầu không khí rất là tuyệt vời. Bây giờ thì uh, mình xin phép là chuyển sang uh, chủ đề quan trọng đó là Nhật Bản họ mạnh như nào. Với tất cả những cái gì mà mình đang có ở đây thì uh, xin thưa với mọi người chút xíu là Nhật Bản thì quá mạnh rồi. Như mình thấy ở đây có 26 cầu thủ được gọi uh, cho Asian Cup thì uh, hiện nay mình đếm là chỉ có 2 4 5 cầu thủ thi đấu ở Nhật Bản thôi, còn lại là toàn thi đấu ở nước ngoài. Trong đấy thì có rất là nhiều những cái ngôi sao mà chắc chắn là các bạn sẽ thấy cực kỳ chuẩn luôn. Uh, một trong những cầu thủ đó là Itakura, hiện nay đang đá cho Borussia Gladbach À, bạn này sinh năm 1997, mới 26 tuổi thôi Rồi à, đương nhiên là phải nói đến à, Tomiyasu rồi, đang đá cho Arsenal Cái này thì chắc là chúng ta không phải bàn rồi Có Wataru Endo, đang là đội trưởng của đội tuyển Nhật Bản, đang đá cho Liverpool Có Mitoma, đang đá cho Brighton Đấy, Ngoài ra thì còn có Minamino, đang chơi cho à, Monaco Có cầu thủ chơi cho Celtic là Hatabe cầu thủ đá cho Sociedad đó là Kubo Đấy, và đương nhiên rồi không thể không nhắc đến Asano đang đá cho Bochum ở giải Đức hay là như uh, Ueda đang đá cho Feyenoord thực sự là nếu mà chúng ta nói ở đây thì toàn là những cầu thủ cực kỳ siêu có cả Rustu Đoàn nhé các bạn nhé Rustu Đoàn đang đá cho Freiburg ở giải Đức Đấy, các bạn thấy là chúng ta chỉ cần nói qua những cái tên tuổi lớn như này là mọi người đều đã hiểu rồi thực ra bây giờ mà để so sánh giữa Việt Nam với Nhật Bản thì mình thấy là nó nó quá là không cân nó nó không nó không cân nó không cân sức đâu các bạn ạ đấy uh, cho nên là thôi mình xin phép là sẽ chia sẻ với các bạn một chút về cái cách mà đội tuyển của chúng ta có thể sẽ nhập cuộc trong trận đấu ngày mai mình nghĩ là đội tuyển của chúng ta sẽ phải chơi đội hình rất là thấp và khoảng cách giữa các vị trí sẽ phải được đảm bảo để chúng ta sẵn sàng bọc lót cho nhau bởi vì các cầu thủ Nhật thì cực kỳ khỏe, cực kỳ khéo, dũng mạnh, lại rất tinh tế nữa. Cho nên là nếu mà chúng ta mà tấn công mà chúng ta để lại khoảng trống thì cực kỳ nguy hiểm. Họ phối hợp 1 2 xuống biên rồi xuống nách phối hợp trung lộ dứt điểm cầu môn thì chắc không đỡ được đâu. Mình nghĩ là như vậy. Và các bạn cũng nếu mà nói về Nhật Bản mạnh như nào thì có lẽ là chả còn cách nào hay hơn là việc chúng ta sẽ nói về những trận đấu mà họ vừa mới thi đấu xong Mình nghĩ là những cái kết quả đó sẽ giúp cho chúng ta uh, Kể chúng ta sẽ nghe rất là nhiều về uh, Về sức mạnh của họ Thực ra là kể từ đầu năm 2023 đến bây giờ là họ mới chỉ thua duy nhất một trận Đó là trận thua trước Colombia Còn lại thì uh, họ hòa một trận Đó là hòa Uruguay Các bạn thấy là Uruguay hay Colombia thì đều là những đội bóng cực kỳ mạnh luôn À, mình sẽ nói từ ngày 24 tháng 3 khi mà họ đá ở Kirin Challenge Cup thì họ đã hòa câu lừa, à, họ đã hòa Uruguay với tỷ số 1 đều và cũng ở giải đấu đó thì họ đã à, thua Colombia các bạn thấy không ngay cả một đội bóng phải nói là mạnh hàng đầu châu Á khi mà họ tổ chức cái Kirin Cup họ mời toàn những đội bóng mạnh họ sẵn sàng hòa à, U, à, họ sẵn sàng hòa Uruguay sẵn sàng thua Colombia đấy và chỉ thắng à, Peru và El Salvador thôi Nhưng mà các bạn cũng thấy là cái giải đấu này là cái giải đấu khủng khiếp luôn Mà Nhật Bản cũng đã thi đấu rất là tốt Một thua một hòa và có đến hai chiến thắng ở ở Kirin Cup Sau đó thì họ có một cái chiến thắng mà chiến thắng này khiến cho bóng đá Đức đã phải rơi vào một cuộc khủng hoảng Mãi về sau họ bắt buộc họ phải thay tướng Đó là chiến thắng 1-4 Chiến thắng 4-1 trên sân của Đức các bạn ạ. Đá tại Wolfsburg của Đức mà Nhật Bản thắng Đức với tỷ số 4-1. Trong một thế trận mà nếu mà các bạn mà xem trận đấu này thì các bạn sẽ thấy là nó khủng khiếp đến mức nào. À, phút thứ 11 thì Ito đã ghi bàn. À, sau đó thì uh, Sane đã gỡ hòa cho Đức và sau đó là Ueda, Asano và Tanaka đã lần lượt ghi thêm 3 bàn nữa cho Nhật Bản. Và Đức thực sự trận đấu đấy chúng ta phải dùng một cái từ là bị vỡ trận. Ngay sau một chiến thắng cực kỳ là hoành tráng trước đội tuyển Đức thì Nhật Bản lại tiếp tục có một chiến thắng nữa trước đội thổ Nhĩ Kỳ với tỷ số 4-2 thổ Nhĩ Kỳ cũng là một tên tuổi lớn lắm đấy các bạn nhé Ito lại là người ghi bàn Nakamura thậm chí còn lập một cú đúp. Đấy và cuối cùng bàn cuối cùng thì uh, cũng do công của Ito có hai Ito đấy, còn uh, đội, uh, đội 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 uh, uh, thổ Nhĩ Kỳ thì thậm chí đã bị dẫn trước đến tận 3 bàn sau đó thì họ mới gỡ hòa họ gỡ một bàn ở phút thứ 44 do công của Kabak và Rim. thì uh, rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 trước khi Ito đã ghi bàn để ấn định chiến thắng 4-2. Sau đó thì họ lại còn thắng uh, Nhật Bản còn thắng Canada với tỷ số 4-1. Canada thì mình nghĩ là họ cũng mạnh đấy. Đó do bàn thắng của Tanaka, Davis là người đã đá phản lưới và Nakamura là người dứt điểm. À, cả bốn bàn của đội Nhật Bản được ghi ở trong vòng 50 phút đầu tiên của trận đấu. Tunisia cũng là một cái tên tuổi lớn của bóng đá thế giới và Tunisia cũng đã phải chịu chấp nhận thua Nhật Bản với tỷ số là 2-0, à, bàn thắng do công của của Furuhashi và Jito à, mình đọc là Ito thì đúng hơn. Đó, và tiếp theo họ gặp Myanmar. Myanmar thì riêng riêng Ueda đã lập một hat trick rồi. Sau 50 phút cầu thủ này đã lập được hat-trick và sau 50 phút thì thì uh, Nhật Bản đã dẫn trước 4 bàn. Đấy và Rusu Đoàn là người uh, chốt lại chiến thắng 5-0. Sau đó thì họ gặp Syria, uh, họ cũng đã giành chiến thắng với tỷ số 5-0 trên sân của Syria. Uh, với um, bàn thắng của Kubo, uh, Ueda, đấy, Sugawara và Hoshioya à, Như vậy là từ đầu đến giờ các bạn nghe thấy cái tên là Ueda Là người ghi bàn rất là nhiều cho Nhật Bản Có lẽ là chúng ta sẽ phải đặc biệt quan tâm đến anh chàng Ueda này Rồi đến Thái Lan Thái Lan thì đến phút thứ 50 Đội Nhật Bản mới ghi bàn Nhưng mà chỉ có 40 phút thôi Thì họ ghi 5 bản Do công của uh, Tanaka này Nakamura này Có một trường hợp của lần là đá phản lưới Đấy, Có Kawamura Có Minamino là những cầu thủ ghi bàn cho Nhật Bản rồi sau đó họ lại xuống tay với Jordan với tỷ số 6-1, Itakura này, Nakamura này, rồi có một bàn đá phản lưới của Jordan này, có Mino, uh, Minamino này, có Asano này và có Mieda. Như vậy là chúng ta thấy là kể từ đầu năm 2023 thì họ mới chỉ thua duy nhất một trận là trước Colombia và cũng chỉ có một đội duy nhất cầm chân được họ đó là Uruguay và mình nghĩ là với tất cả những cái gì Minh Hải vừa mới chia sẻ thì mình tin là Nhật Bản họ đã quá mạnh so với chúng ta. Mình nghĩ là ông đương nhiên là là huấn luyện viên trưởng thì chả bao giờ họ nói là chúng ta sẽ thua, không ai đi tiếp cận cái góc độ như vậy cả. Nhưng mà ông Philip Chu C thì cũng đã có những cái sự đánh giá cá nhân mình nghĩ là đánh giá như vậy là khá là chuẩn, vì ông nói là đội của chúng ta phải tính toán đến cái chỉ số phụ cái chỉ số phụ nó giúp cho chúng ta rất nhiều điều một là ở trong bảng của chúng ta hạn chế được bàn thua có nghĩa là cái 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 khả năng chúng ta có được vị trí cao là rất là tốt còn nếu khi mà phải đọ ở những đội bóng với những đội bóng đứng thứ ba ở các bảng thì chúng ta sẽ có một cái chỉ số tốt hơn thực sự là mình nghĩ là khó chúng ta sẽ rất khó để có thể hạn chế được bàn thua trước nhật các bạn dự đoán cho là Việt Nam và Nhật tỷ số sẽ là bao nhiêu? Mình nghĩ chắc phải ít phải 4 quả. Chắc là phải 4 quả. Nhật khủng khiếp lắm các bạn ạ. À, bạn anh Khoa nói là anh dự đoán đội hình đi anh. Nói thẳng luôn là gặp một đội bóng như Việt Nam thì chắc chắn là Nhật Bản họ sẽ đưa ra đội hình phụ. Hoặc là họ chỉ đưa ra bộ khung thôi. Một số những cầu thủ quan trọng mà đang bị chấn thương hoặc là gì đó thì họ sẽ cất đi chứ chả dạy gì mình thì đánh giá là việt nam sẽ cố gắng hạn chế bàn thua thôi cái thứ hai nữa là phải chơi phòng ngự phải chơi đội hình thấp nói thật luôn là cái lối chơi đấy nó cũng chỉ là một cái lối chơi để chờ thua thôi chứ còn cũng chả giải quyết được vấn đề gì mình thì luôn luôn có một cái quan điểm là có lẽ là kể từ khi chúng ta chơi với nhật đến bây giờ thì có lẽ là dưới triều đại của thầy park cái lối chơi cái lối chơi của chúng ta để gặp những đội bóng mạnh trong đấy có nhật mình nghĩ là phù hợp nhất. Tức là chúng ta chơi một cách phòng ngự một cách rất là chủ động. Đấy và thậm chí là không cần lên bóng. Bởi vì chúng ta lên bóng đôi khi ấy, họ lừa chúng ta bằng cách là họ nhả chúng ta một vài tình huống đưa chúng ta quả bóng thế là chúng ta bắt đầu tổ chức tấn công cả đội bắt đầu dâng lên thế là họ phản công họ ăn thôi. Đó là những cái gì mình muốn chia sẻ với các bạn về câu chuyện liên quan đến Nhật chưa ngày mai thì mình sẽ cập nhật cho các bạn những thông tin mới nhất và có thể là chúng ta sẽ đưa ra một vài những cái điểm nóng nói thật là bây giờ để mà dự đoán đội hình của Nhật Bản thì quá khó cả chiều ngày hôm nay mình cũng lặn lội vào các trang của Nhật để xem xem là cái thông tin của họ như thế nào nhưng mà nói thật luôn là đội hình cũng rất là khó để, để để có thể dự đoán được các bạn có câu hỏi gì các bạn đặt ra nhé mình sẽ trả lời các bạn ở phần sau của chương trình còn đây là website đông shop vn đã luôn luôn cực kỳ là gần gũi với sức khỏe của mọi người với bổ thận của dược quý đường tràn trề sinh lực như thầy còn trai tráng các bạn đọc như này là các bạn biết ngay nó hỗ trợ cho chúng ta hỗ trợ đàn ông chúng ta để lấy lại cái bản lĩnh của người đàn ông à, mình phải chia sẻ với các bạn đây bổ thận tráng dương giúp tăng cường sinh lực và hỗ trợ cải thiện sinh lý của nam giới nó giúp chúng ta giải quyết một bài toán kép đó là nó tăng hàm lượng testosterone trong máu đây nó là chính là cái một cái loại hóc môn để kích thích cái ham muốn của đàn ông nếu mà chúng ta mà bị giảm ham muốn thì nó sẽ nó sẽ nâng cao cái ham muốn cho chúng ta còn nếu bây giờ chúng ta ham muốn vẫn ok thì nó sẽ duy trì cho chúng ta còn nhân sâm đương quy đông trùng hạ thảo cao ba long kỳ tử và ba kích nó sẽ phối hợp với nhau sáu cái này nó sẽ phối hợp với nhau để làm gì ạ để giúp cho cái ham muốn của chúng ta được thực hiện một cách tốt nhất đấy chính là bài toán kép mà mình muốn chia sẻ với các bạn Mỗi, mỗi ngày các bạn uống hai lần, mỗi lần từ 2 đến 3 viên, các bạn nhớ sử dụng liên tục trong vòng 3 tháng và duy trì. Mình đảm bảo với các bạn là hiệu quả rất bền vững, sung mát tuyệt vời, tràn trề sinh lực, cuộc yêu thăng hoa, hồi sinh phái mạnh và hạnh phúc viên mãn. Ở đây có hàng chữ bền vững nhờ cơ chế nội sinh mình rất muốn chia sẻ với các bạn. Bởi vì nội là trong sinh là sinh ra, sinh ra từ bên trong. Vì sinh ra từ bên trong cho nên là nó rất là an toàn và rất là bền vững. Đấy là lý do vì sao mình nói với các bạn là tốt từ gốc và bổ từ trong đó là như vậy. Ngoài ra ở đây còn có một cái sản phẩm nữa Nó là cái xịt da men Xịt da men này nó là một cái giải pháp Giúp chúng ta là kéo dài cái thời gian Để chúng ta Thời gian cuộc yêu của chúng ta Các bạn xịt thẳng vào đầu của cậu nhỏ là ok luôn Các bạn nhớ là tìm hiểu cách dùng nhá Còn cái xịt da này này Cái xịt da màu trắng này là nó giải quyết vấn đề về chấn thương Nếu các bạn bị đau Do bất cứ lý do gì Do chơi thể thao Hoặc cháy nắng dở rời hoặc gì đó Thì chúng ta sử dụng cái xịt da này cực kỳ chuẩn luôn rất tốt. Ở đây còn có một cái sản phẩm nữa mà mình muốn chia sẻ với các bạn đấy là tỏi kim cương đông á, món quà kim cương cho sức khỏe. Bảy lý do nên chọn uh, tỏi kim cương làm quà tặng cho sức khỏe này, hàm lượng dinh dưỡng vượt bậc này, đấy, chăm sóc sức khỏe này, nguồn nguyên liệu thuần khiết này, uh, công nghệ lên men từ nhật bản này. Ở đây nó có những cái tác dụng để hỗ trợ ổn định huyết áp, hỗ trợ giảm mỡ máu bảo vệ tim mạch, hỗ trợ kích thích tiêu hóa tăng sức đề kháng, hỗ trợ là hạn chế cái quá trình lão hóa tức là giúp các bạn trẻ lâu hơn. Đấy, hỗ trợ bảo vệ tế bào thần kinh, tăng cường trí nhớ. Ở đây nó có hai loại, một loại là trong hộp nếu các bạn muốn, còn một loại bóc vỏ rồi, ăn nó như ô mai ấy. Nhiều người nói mình là bóc vỏ ra thì không biết vứt ở đâu thì sợ là nó bẩn thì ở đây còn một giải pháp nữa là đã bóc vỏ cho các bạn rồi. Số điện thoại mình để trên logo 024 7777 8877. Các bạn cứ alo đến số điện thoại này là các chuyên gia của mình sẽ tư vấn miễn phí cho các bạn. 24 trên 7 luôn, cảm ơn các bạn rất nhiều Các bạn có câu hỏi gì à? Các bạn đặt ra nào Bạn Hạnh Nguyễn Văn có nói là Đông Á là nhà sản xuất hay phân phối hả à? Hải ơi, à, trả lời bác luôn là Cả sản xuất và cả phân phối các bạn nhé Cương Hà có nói là Anh có cập nhật được lượng khán giả Vào sân trận đấu ngày mai hay không Mình không, nhưng mà mình biết là sẽ có nhiều người Việt Nam của chúng ta ở đó Đặc biệt là trên khán đài sẽ có bố mẹ của Nguyễn Philip. Bạn cùng học tiếng Trung của nó là đá như thầy Park thì làm sao Việt Nam dám chơi tự tin với đội mạnh được? Ủng hộ ông Chu Nhật Bản được như ngày hôm nay cũng phải dám chơi bóng với các đội mạnh. Ở đây thì mình không có nói về cái chuyện là là chúng ta ủng hộ hay không ủng hộ mà mình chỉ muốn nói với các bạn là cái lối chơi của chúng ta ấy. Đấy, mà huấn luyện viên Philip Chu Xie uh, lựa chọn có thể nó sẽ có những cái nét tương đồng với huấn viên Park Hang-seo chứ chúng ta mà cầm bóng mà đá nhiều quá lên bóng nhiều quá là chúng ta sẽ thua khá là nặng đấy đấy là quan điểm cá nhân của mình thôi hôm nay là ngày thứ bảy cho nên là mọi người xem nó cũng hơi ít một tí các bạn ai chưa like các bạn nhớ like cho mình ai chưa đăng ký các bạn nhớ đăng ký cho mình nhá cảm ơn các bạn rất là nhiều các bạn có câu hỏi các bạn đặt ra đi mình sẽ trả lời cho các bạn luôn thật sự đấy Cảm giác như người hâm mộ đang dần quay lưng. Thấy vé và lượng đi sân ngày càng giảm. À, thật sự mà nói là ở cái đất nước Qatar này nó cũng quá là khắt khe. Để chúng ta vào được nó không hề đơn giản. Và bên đấy thì đắt đỏ lắm các bạn ạ. Những cổ động viên bình thường thì mình sợ là không có điều kiện. Hậu Phạm nói là like cho anh Hải rồi nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Đúng rồi ai chưa like các bạn like cho mình nhé. Em hy vọng Việt Nam sẽ tơi, chơi tốt ở trận ngày mai, mình cũng hy vọng là như vậy. Mình cũng rất hy vọng như vậy đấy. Anh dự đoán đội hình Việt Nam đi, đội hình Việt Nam mình đã dự đoán vào lúc trưa rồi. Các bạn ai uh, chưa xem thì các bạn xem hộ mình nhá. Bạn Văn Hùng có nói là Nhật Bản phát triển bóng đá nhanh thật, các bạn nhìn đấy. Chúng ta không có một cầu thủ nào đang thi đấu ở nước ngoài. Trong khi Nhật Bản thì có đúng 5 cầu thủ đang thi đấu trong nước, họ thi đấu ở nước ngoài hết. Và các bạn nhìn thấy những kiểu là Tomiyasu hay là Mitoma hay là Rustu Đoàn hay là Nói chung là toàn bộ đúng không ạ UAED rồi các thứ Nói chung là toàn là những cầu thủ rất là giỏi Nhật Bản họ đã rất nhiều những cầu thủ ra châu Âu rồi Cũng đã có rất nhiều những cầu thủ thi đấu cho những đội bóng Big Four, Big Six rồi Nhưng mà các bạn thấy là Nhật Bản họ cũng chưa Ở cái mâm World Cup họ vẫn chưa là về tên tuổi Đấy các bạn thấy là có thể là chơi tốt tạo được một vài bất ngờ thôi Nhưng còn thực sự là khó Bạn Xuân Nguyễn nói là Việt Nam sẽ ghi được một quả. Nếu mà được như thế thì quá tuyệt vời. Ngân Nguyễn có nói là Nhật Bản quá mạnh so với Việt Nam. Chúng ta cố gắng hạn chế bàn thua là tốt lắm rồi. Chúc tuyển Việt Nam thành công. Mình nghĩ là nếu mà ngày mai chúng ta thua dưới 3 quả là mình đã nghĩ là ổn rồi. Hương Hà có nói là Thái thua Nhật 05 thì Việt Nam thua 06. Mình nói với các bạn là ở những trận đấu giao hữu không không nói lên được điều gì đâu các bạn ạ bạn à, Hoài Nam của nó là Nhật là mạnh nhất châu Á rồi Việt Nam thủng là chắc cái đấy thì khỏi phải bàn đúng không ạ khỏi phải bàn luôn bạn à, gì đây đá mê bóng à đá mê bóng công phượng ở Yokohama đúng không chú chính xác rồi à? Hiền Hoàng người Nhật thông minh họ học hỏi họ cái gì cũng nhanh Mình nói với các bạn luôn là khi mà người ta đã thành công Khi mà người ta đã có cái điều kiện để phát triển kinh tế đến mức hàng đầu thế giới Thì các bạn cứ yên tâm luôn Họ chính là quốc gia dẫn dắt thế giới mà Bạn Thông Lê Huy có ra là biết Việt Nam mình yếu hơn Nhật Bản Nhưng vẫn yêu đội tuyển Việt Nam Cái đấy thì chắc chắn rồi Ông Nhật Bản ông có vô địch thế giới đi chăng nữa Thì chúng ta vẫn yêu Việt Nam hơn Bạn hiếu phạm của nó là hy vọng như ở ở, ở Saitama, tức là ý bạn muốn là có một cự trận hòa một đều đúng không? Biết đâu đấy ngày mai lại lại có động đất nhưng mà mình không tin là có từ biết đâu nào đúng không? Cuộc sống của chúng ta đừng bao giờ phó thừa cho cái từ biết đâu. Khi mà nói đến cái từ biết đâu đấy là chứng tỏ là chúng ta đã chúng ta đã, đã có một cái suy nghĩ khác. bạn đầu tư tận dụng lãi suất kép của nó là anh cứu việt nam đi mình có là ông rời mình không cứu được cùng học tiếng trung người nói là ông philip phát biểu như vậy làm cho họ phải dè chừng không dám coi thường thật sự luôn thì họ quá hiểu họ xem bóng đá việt nam cũng quá hiểu đội ngũ phân tích của họ chắc chắn là biết bạn phạm thế tài nó là sai tay ma chứ không phải là si tay ma nhé đúng rồi bạn vừa rồi bạn ấy đánh như thế rồi mình đọc như vậy Thành Hoàng có hỏi là Minh Hải cho mình hỏi mai phát trực tiếp trận đấu ở kênh nào? Các bạn có thể xem ở trên VTV và các bạn cũng có thể xem ở trên FPT Play. Các bạn cứ thoải mái. Bạn uh, nông Trung Huy có hỏi là chú nghĩ ai sẽ là đội trưởng của đội tuyển Việt Nam ở giải đấu Asian Cup 2023 và hai đội phó là ai vậy? Việt Nam không có đội trưởng và đội phó. Việt Nam chỉ có nhóm đội trưởng thôi. Và Đỗ Hùng Dũng ngày hôm nay đã đi họp báo và điều này có nghĩa rằng là Đỗ Hùng Dũng đang là đang là đội trưởng số 1, còn các cầu thủ khác thì mình không biết. Nếu ngày mai Đỗ Hùng Dũng mà không đá thì có thể là giao băng đội trưởng cho người khác. Các bạn có câu hỏi các bạn đặt ra nhá. Mình vẫn chia sẻ với các bạn về những chiếc áo khoác của Vicento đây. Chiếc áo khoác da này là một cái chiếc áo khoác da nhập khẩu các bạn nhé cực kỳ trang nhã, cực kỳ sang trọng mà lại vô cùng mạnh mẽ. Nó mạnh mẽ đấy nhưng mà nó cũng rất là lãng mạn. Các bạn nhìn thấy mình mặc này các bạn có thấy nó ổn không? Đấy và sau khi đã giảm giá rồi thì mức giá hiện nay chỉ còn là 1 triệu 198 nghìn Tức là đó là giá thấp nhất Các bạn không thể tìm được một cái sản phẩm nào với chất lượng tương tự với một cái giá như vậy đâu Thì các bạn đã được giảm giá khoảng 30% rồi Các bạn đã được trợ giá khoảng 30% rồi Đấy và mình cũng đã từng nói với các bạn là các bạn yên tâm không bao giờ bị đổ ra các bạn đừng có mang ra Các bạn treo ra ngoài nắng Từ ngày này sang ngày khác Thì nó không bao giờ bị Ví dụ như là nó hơi bị bẩn một chút Các bạn đi và bụi đường hơi bẩn một tí Các bạn lấy một cái khăn sạch Thấm ướt Thấm ướt Sau đó các bạn lau và các bạn treo ở cái chỗ thoáng gió Là nó sẽ khô ngay Cực kỳ xịn xò luôn Nó giữ được màu cho chúng ta còn ở visento vn thì vẫn là một cái uh, vẫn là cái một cái uh, thế giới đồ nam mà các bạn có thể lựa chọn Năm hết Tết đến rồi các bạn có thể mua tặng mọi người quần áo rồi những cái đồ uh, chúng ta sử dụng thì các bạn cứ vào vicento.vn các bạn mua càng nhiều các bạn được càng càng được giảm giá nhiều các bạn mua càng nhiều quà tặng càng nhiều và các bạn lại được quyền quyết định combo các bạn cứ quyết định combo tẹt ga và thoải mái nếu các bạn đến 240 trăm bốn hà nội thì các bạn sẽ được giảm từ 30 đến 70% trên tổng hóa đơn các bạn thấy nó kích thích không Ngoài ra thì mình còn chia sẻ với các bạn về những chiếc menhao V8 này Chiếc menhao V8 này thì nó mang theo rất nhiều những cái lợi thế Mình thì mình khuyên các bạn là nên sử dụng cái menhao V8 này vì nó kết nối đến tận 12 thiết bị cơ Trong đấy là có 8 ổ cắm điện và 4 cổng sạc 4 cổng sạc này thì có hai cổng USB và hai cổng Type-C Các bạn không phải mua cục sạc nữa đấy, Và nó sạc nó sẽ hỗ trợ cho các bạn Cái sự ưu việt của nó không chỉ nằm ở cái lõi đồng 1,5 ly trong khi các sản phẩm khác đang có mặt trên thị trường chỉ 0,7 ly thôi. Mà nó còn ở một cái nữa đó là chịu được nhiệt lên đến 750 độ. Chịu được tải lên đến 4.000W và các bạn yên tâm luôn. Các bạn cắm 2-3 nồi lẩu vào đây ăn tẹt ga luôn. Và một trong những cái điều mà mình muốn chia sẻ với các bạn nó chính là cái anh trung vệ mặc áo đỏ có tên là Atomat này. Anh trung vệ mặc áo đỏ mà có tên Atomat này ấy, anh ấy thấy ở đâu có điểm nóng là anh cắt ngay. Anh thấy ở đâu nguy hiểm phát là anh cắt ngay. Đánh hơi thấy nguy hiểm là can thiệp ngay. Thì ở đây anh Atomat cũng xử lý giống như vậy. Khi ổ điện này của chúng ta bị sử dụng nó hơi quá tải nó bắt đầu nóng là nó cắt điện. Khi mà các bạn thấy là nó bắt đầu đánh hơi được cái sự nguy hiểm là nó cắt ngay. Cho nên các bạn yên tâm là cực kỳ chuẩn chỉ luôn. Vẫn một đổi một trong vòng 6 tháng và các bạn được bảo hành lên đến 1 năm. Mọi người hỏi mình là thế một năm thì tính như nào? Xin lỗi các bạn là có tem. Đấy. Còn anh Menhao C4 này thì nó cũng giống như con Menhao V8. Nó chỉ khác một cái là cái ổ cắm này nó chỉ có 4 cái ổ cắm thôi và có 3 cổng ba cổng sạc. Nó cũng có anh trung vệ mặc áo đỏ. Đấy. Và cũng bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 6 tháng và cũng được uh, bảo hành trong vòng 1 năm. Giá của nó thì các bạn chắc chắn là sẽ giật mình. Giá của nó là 289 000 một chiếc. Còn uh, anh V8 này combo của nó trước đây các bạn biết là combo của nó trước đây là 968.000 một đôi nhưng bây giờ giá chỉ còn là 689 000 thôi. Nếu các bạn mà mua thì mình hy vọng mình mình khuyên các bạn là nên mua cái to này. Bởi vì là nó sẽ được lợi hơn kể cả về giá lẫn về mặt thiết bị. Còn đương nhiên là các bạn sử dụng ít thì các bạn sẽ sử dụng cái C4 này nó rất là phù hợp. Số điện thoại mình để ở trên logo 0889333300 và website là menhouse vn Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bạn Khoan MB có hỏi là Mai Philip Nguyễn bắt hả Minh Hải? Dạ vâng. Em thì em nghĩ là chắc chắn là Ngày mai chúng ta sẽ phải nói đến cái tên Philip Nguyễn rồi Bố mẹ Philip Nguyễn cũng sẽ có mặt trên khán đài Mọi người đang hỏi về giờ Ngày mai là 18 giờ 30 chúng ta sẽ đá các bạn nhé Ngày mai 18 giờ 30 là đội tuyển Nhật Bản gặp Việt Nam Đây là một trận đấu sẽ rất là khó khăn Nguyễn Ngọc Hạnh có nói là anh ơi dây của C4 hơi ngắn À cái C4 này nó sẽ phù hợp để các bạn để ở trên bàn làm việc còn nếu mà các bạn kéo từ tường ra ấy, thì các bạn nên sử dụng cái menhau v 8 bạn bố sinh có nói là thái sơn đá càng ngày càng giống hùng dũng thời kỳ đỉnh cao anh nghĩ còn phan tuấn tài thì quá thì tâm lý quá mình nghĩ là thái sơn còn phải còn phải cố gắng nhiều bởi vì trên mặt trận tấn công mà nói thì mình nói thẳng luôn là thái sơn chưa có cái nét uh, có thể là được so sánh với Hùng Dũng. Hậu Hữu Bùi có hỏi là nói Việt Nam có thể hạ Nhật Bản thì đúng là ảo tưởng, thua 0-4 là chấp nhận được rồi. Nếu ghi được một bàn thì thua một năm cũng vui, đúng rồi. Mình thì mình mong là chúng ta đừng thủng lưới nhiều quá và nếu mà ghi được một bàn thì tuyệt vời. Nhưng mà mình sợ rằng là cái mục tiêu mà chúng ta muốn có bàn thắng nó có thể là nguyên nhân dẫn đến cho chúng ta bị một trận thua rất nặng bởi vì là nếu mà chúng ta muốn ghi bàn thì chúng ta phải tấn công mà nếu mà chúng ta tấn công thì sẽ rất nguy hiểm gặp những đội như Nhật họ đá như máy luôn mình nói với các bạn luôn là họ đột phá mà Đức còn choáng vãng các bạn đình công channel của nó là em nghĩ là đình Bắc sẽ ghi một bàn thật sự luôn là mình nghĩ là khó lắm mình chỉ muốn nói với các bạn là mọi thứ nó sẽ rất khó còn nếu ngày mai chúng ta làm được thì thực sự là tuyệt vời Bạn uh, Hick Vision đạo lê có nói là cầu thủ trẻ không thể tránh được những sai lầm anh Hải nghĩ sai lầm sẽ nằm ở vị trí nào, anh đánh giá thế nào về những cách phòng thủ thời ông Park và ông Chu Se? Thời thầy Park thì nó là có sự ổn định và cái ý tưởng nó được lên một cách rất là chi tiết và các cầu thủ luôn luôn nhẩm trong đầu những cái câu khẩu quyết của 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 thầy. Đấy còn ngày mai chúng ta có thể bị hỏng ở đâu ngày mai mình sợ là bị hỏng từ cánh trái ngày mai bùi hoàng việt anh khả năng cao là mắc sai lầm sẽ rất lớn đấy phan tuấn tài võ minh trọng đấy là những cái vị trí mà chúng ta có thể là sẽ ảnh hưởng có thể là sẽ mắc sai lầm còn ngày mai mình tin là nhật họ sẽ họ sẽ gia tăng một cái áp lực cực kỳ khủng khiếp đến chúng ta mình nói với các bạn là cái điều mà họ nhanh họ khỏe chúng ta đôi khi là lại đôi khi là không phải là quá sợ nhưng mà cái cường độ mới kinh. Tức là nếu mà họ đá nhanh đá mạnh thì chúng ta có thể đỡ được, nhưng họ đá nhanh đá mạnh trong suốt cả 90 phút không thể đỡ nổi. Các bạn có thể đưa ra cái dự đoán của các bạn. Mình thì mình nghĩ là chúng ta sẽ thua khoảng tầm 4 quả. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúng ta còn gặp lại nhau trong chương trình livestream vào buổi trưa ngày mai. Mình sẽ cập nhật cho các bạn những thông tin mới nhất, đặc biệt là về nhân sự của chúng ta. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ Minh Hải xin được kính chào tạm biệt.